Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn 5 cách mở Tag Manager trên Windows 11 Đó là 5 cách sau đây Cách đầu tiên á Chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nút Start Tiếp theo đây Các bạn chúng ta sẽ chọn vào Tag Manager Thì lúc này á Nó sẽ xuất hiện Tag Manager Đây là cách đầu tiên Tiếp theo cách thứ hai á Các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím Đó là Ctrl Shift ESC Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện Tag Manager đây là cách thứ hai. Cách thứ ba, các bạn chúng ta sẽ bật hộp thoại tìm kiếm lên. Ở đây tôi sẽ bấm tổ phím là Windows R. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại tìm kiếm. Tiếp theo, tại ô ô đó, tôi sẽ nhập từ khóa là tắt MGR. Sau đó ở đây tôi bấm OK. Thì lúc này á Manager sẽ được bật lên. Đây là cách thứ ba. Cách số 4 á, các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm này. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm và chúng ta sẽ nhập từ khóa là tắt. Đó tôi chỉ cần nhập từ khóa là tắt thì lúc này á nó sẽ xuất hiện là tắt manager. Bây giờ tôi sẽ bấm vào. Thì lúc này á tôi sẽ mở được là tắt manager. Đây là cách số 4. Và cách số 5 á chúng ta sẽ bấm tổ phím đó là control on delete. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào tắt manager thì lúc này á tác manager sẽ được bật lên đây là cách thứ năm như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn năm cách để bạn có thể là mở tắt manager trên Windows 11 nếu thấy video hay rồi đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi